Tối 9 tháng 10 đến rạng sáng ngày 10 tháng 10, người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn ùn đi đổ xăng khi nhiều cây xăng đóng cửa, khiến một số cây xăng vẫn hoạt động phải gánh lượng tiêu thụ tăng đột biến. Ngay từ khi chập choạng tối 9 tháng 10, lượng khách bắt đầu đổ dồn về cửa hàng xăng dầu số 17 tại địa chỉ 652 đường Tô Ký, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khiến cây xăng này phải phân luồng bằng lưới B40 từ 18 giờ đến 22 giờ. Trong cây xăng, lúc nào cũng có cả trăm người đứng chờ đến lượt bơm xăng. Trong khi đó, nhiều cây xăng khác của Petrolimex Sài Gòn cũng đông kín khách khi nhiều cây xăng khác đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Theo thống kê của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra xác định có 54 cửa hàng tạm thời hết xăng dầu. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung có tình trạng thiếu hụt cục bộ do việc nhập khẩu của một số đơn vị bị gián đoạn, vì vận chuyển vừa qua cũng bị ảnh hưởng do tình hình bão lụt ở miền Trung. Theo Sở Công Thương, Petrolimex Sài Gòn sẽ huy động 80 xe bồn vận chuyển xăng dầu từ kho về nhập cho tất cả hệ thống cửa hàng bán lẻ của mình ngay trong đêm 9 và rạng sáng 10 tháng 10 để tăng cường nguồn cung, bù đắp cho các cửa hàng lân cận đóng cửa hoặc bị gián đoạn nguồn cung cục bộ.